Viettel có tân chủ tịch, tổng giám đốc 48 tuổi. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm đại tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông Quân đội Việt theo, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Việt theo ngày 25 tháng 12, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2.200 bổ nhiệm Đại tá Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông Quân đội Việt theo, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn này từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đại tá Tào Đức Thắng trưởng thành từ chuyên viên phòng quản lý kỹ thuật Công ty Điện thoại Hà Nội, chuyên viên phòng quản lý Viễn thông Bưu điện Hà Nội. Sau đó, Đại tá Tào Đức Thắng trải qua nhiều vị trí. Phó giám đốc, tổng công ty viễn thông việt theo giám đốc tổng công ty mạng lưới việt theo tổng giám đốc tổng công ty mạng lưới việt theo tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel, thành viên hội đồng quản trị, Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel, Đại tá Tào Đức Thắng sinh ngày 15 tháng 7 năm 1973, quê Thanh Hóa, trình độ thạc sĩ điện tử viễn thông. Đại tá Tào Đức Thắng giữ chức phó tổng giám đốc tập đoàn Viettel từ tháng 8 năm 2015 đến nay. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng ký quyết định 2199 về việc Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền chủ tịch kiêm quyền tổng giám đốc tập đoàn Viettel, nghỉ hưu theo chế độ từ mùng 1 tháng 1 năm 2022.